dẫn em bé lên để làm lễ thì chị ơi, nhanh đi coi. Nhanh đi con, dẫn em bé lên làm lễ nhanh. Đi mẹ đi. Rồi mọi người ơi, bây giờ nè, cái khu vực của mình là đứng sau cái dây này mà. Lùi lại phía sau đi ạ. Lùi lại phía sau đi ạ. Phía sau. Rồi đó luôn bạn ơi. Lùi lại phía sau. Ê, chụp cô dâu hay là chụp cô dâu dễ luôn. Dạ, chụp chung luôn. Dẫn em bé lên để làm lễ thì chị ơi, nhanh đi coi. Nhanh đi con, dẫn em bé lên làm lễ nhanh. Đi mẹ đi. Qua đây.
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to. Sau đó chúng tôi đang có chủ đề Lý Bình và cô Dương Phương Trinh cũng như là Mia Hồng Thiên Hương đang trên sân khấu cho quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được mời đại diện gia đình nhà trai cũng sẽ lên sân khấu và ra mắt và cũng như là gửi lời chào đến tất cả quý vị, tất cả các thủ tục chúng tôi đã thực hiện sẵn đây. Nam Phương, 9 tuổi. Ở nhà còn có một cái tên gọi khác dễ thương lắm mà chưa biết con tên gì nhỉ? Dạ, con tên Mia. À, con ở nhà tên là Mia, 9 tuổi. À, ngày hôm nay con chạy lên đây, con đưa nhận cho hai nhân vật chính ở đây thì cho chú hỏi là mẹ con đâu? Dạ. Mẹ con ở đâu? Mẹ con đang đứng ghế bên ba. Mẹ con tên gì nhỉ? Dạ, mẹ con tên Nguyễn Ngọc Phương Trinh. Thế còn người đàn ông đang đứng bên cạnh mẹ con thì con gọi bằng gì nhỉ? Dạ, ba. Ba gì nhỉ? Ba Bình. Ba Bình. Thưa quý vị, xin một tràng vỗ tay cho bé Mia. Quý vị có nhớ ba điều tôi nói với lại quý vị không? Hai điều được cảm hứng và điều thứ ba là điều kỳ diệu. Tôi đang được đứng cạnh một điều kỳ diệu đó quý vị. Đây là con gái của Phương Trinh. Năm nay bé 9 tuổi. Và đây là lần đầu tiên Trinh nói với Tuấn rằng là Trinh muốn được giới thiệu với mọi người con gái tình yêu và động lực của mình trên sân khấu một cách chính thức với tất cả quý vị. Tại sao chú lại nói đây là một điều kỳ diệu? Cho chú hỏi con nha, chú biết nhưng mà chú thích hỏi con. Mỗi ngày á, ai là người đưa con đi học nè? Dạ, bà nội con. Bà nội con hả? Rồi còn ai đưa con đi học nữa không? Dạ, mấy lúc thì là mẹ. Rồi, mấy lúc là mẹ rồi, ngoài ra học ngay đó luôn. Dạ, có ba. Có ba, ba Bình đúng không? Con với bà Bình có thân không? Thân sao kể mọi người nghe được không? Con với ba Bình hay làm gì cùng với nhau? Dạ, đi chơi chung nhau. Chơi chung nhau, thích chơi với ba Bình không? Dạ, thích. Tại sao con thích chơi với ba Bình? Tại vì ba thương con. Ba thương con. Ba có hay ăn hiếp con không? Dạ không. Chú biết là có một lần con bị gãy tay đúng không? Xong rồi con gặp ba Bình, xong rồi hai ba con ôm nhau khóc. Sao mà khóc dữ vậy? Sao mà lúc đầu đau quá không khóc mà lúc gặp ba nữa khóc? Dạ, ta cũng cảm động. Thưa quý vị, quý vị dành một tràng vỗ tay cho điều kỳ diệu này. Chú thật là biết ơn khi chú được làm người dẫn chương trình của cái show này, con biết không? Bởi vì con làm cho chú cảm thấy hạnh phúc và chú có niềm tin và niềm hạnh phúc trong cuộc đời này. Quý vị, để tôi sẽ chia sẻ thêm cho quý vị một điều đặc biệt. Con đứng gần với ba mẹ con đi, không sao cả. Bé Mia là con của Phương Trinh và Bình với lại Mia thì thân với nhau. Trong một cái cuộc gọi điện thoại của tôi với lại hai vợ chồng thì tôi hỏi là Mia, ba Bình con thế nào? Mia cho tôi ba Bình con số 1. Thưa quý vị, anh này tôi không thể nào ngờ được anh chăm cái nhà là một chuyện, nhưng thông thường là đều đưa đón con đi học và rước con về. Trong một cái lần bé Mia bị gãy tay, Phương Trinh thì đang ở số tỉnh không chạy ngay về với con được, thì Bình đã ngay lập tức chạy vào trong bệnh viện. Và khi thấy con thì không hiểu sao hai ba con ôm nhau khóc. Và Bình nói với tôi một điều như thế này: Mia xuất hiện trong cuộc tình của hai người giống như là một thiên thần vậy. Bình nói rằng là Bình sợ những cái cảm giác mà lỡ sau này mà Bình và Trinh mà có giận nhau
thì mình nhớ Mia, mình phải làm sao để bớt nhớ bây giờ? Đó là điều kỳ diệu đầu tiên. Một điều lạ tiếp theo chúng tôi lại muốn kể cho quý vị nữa. Mẹ ruột của mình cưng Phương Trinh và cưng Mia và yêu thương cô bé này rất nhiều. Nói đến đây thì anh phải nói là em phải coi lại con đường ăn ở của mình nha mình. Thưa quý vị, vì sao mà trong buổi giãn cách mẹ ruột của mình họ có nhớ mình không? Ừ, cũng nhớ đó, nhưng mà không nhớ bằng Mia nha. Và chính Mia là người đã truyền động lực cho mẹ ruột của mình. Quý vị biết là nấu bất cứ một món ăn nào mà Mia yêu cầu, yêu thương cháu vô điều kiện và nhớ cháu da diết. Trong mùa giãn cách chỉ nhớ một mình Mia mà thôi và muốn gặp cháu của mình nhất. Và điều tiếp theo, một điều mà tôi nghĩ rất nhân văn, tôi lại tiếp tục muốn chia sẻ với tất cả quý vị, là ngay cả ba và bà nội ruột của Mia cũng rất yêu quý Quý Bình cũng như là nguyên cả gia đình này. Và họ nói với nhau rằng là thật tuyệt vời khi mà Trinh đã gặp Bình và Bình yêu thương Mia như thế. Ngày hôm nay thì bà nội ruột của Mia cũng đang có trong chương trình. Quý vị dành một tràng pháo tay cho một sự nhân văn quá tuyệt vời. Chúng tôi muốn nói với lại quý vị một điều, đây là điều kỳ diệu. Một đứa bé nó không bao giờ biết được thế nào là bánh đúc, thế nào là có xương. Nó chỉ biết được một điều là nó được yêu thương hay không. Và cô bé đang đứng trên sân khấu chúng tôi gọi là điều kỳ diệu, bởi vì chính cô bé này đã kết nối tất cả thành viên trong nhiều gia đình khác nhau thành một gia đình lớn bằng tình yêu thương. Và Mia chưa muốn nói với con một điều, sau ngày hôm nay mọi người sẽ nhận ra con nhiều hơn, mọi người sẽ biết đến con nhiều hơn, mọi người sẽ hỏi han con nhiều hơn. Nhưng chú muốn con biết một điều thôi, con hãy luôn tự hào là con có một người mẹ, con có hai người ba và con có đến hai bà nội lớn, và tất cả mọi người đều yêu thương con và con là một người rất hạnh phúc. Thưa quý vị, một lần nữa xin một ngày mọi ngày chưa? Đại gia đình trên sân khấu, truyền cảm ơn với tất cả chúng ta. Hãy sống bằng tình yêu quý vị ạ. Tình yêu sẽ đáp lại bằng một tình yêu to lớn hơn. Và chúng tôi tin chắc bây giờ cảm xúc tình yêu đang chảy len lói trong con tim của tất cả quý vị. Và đó chính là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ, điều thứ ba, điều kỳ diệu của đám cưới ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Minh Tuấn sẽ nhờ Phương Trinh và cả Lý Bình nữa, chúng ta sẽ quay lại và cắt chiếc bánh phía sau. Để ngay từ giờ phút này, việc cắt chiếc bánh giống như là chúng ta sẽ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, sẽ cùng với nhau chăm sóc Mia, chăm sóc cho gia đình mình. À, bây giờ chú hỏi đi, thêm cho chú hỏi thêm câu nữa trước khi ba mẹ con cắt bánh nè. Bây giờ ngày hôm nay là ngày vui của ba mẹ con có muốn chúc gì cho ba mẹ? Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.